tên của mẫu xe ý tưởng mang tính đột phá, không chỉ thể hiện sự hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển mẫu xe trưng bày cùng với đội ngũ avatar mà còn cho sự chuyển hóa xe tiên tiến. Mẫu xe ý tưởng này thể hiện tầm nhìn của các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà nghiên cứu xu hướng Mercedes-Benz về khả năng di chuyển trong tương lai xa. Cực kỳ tự tin và hoàn toàn không có khí thải. Với 4 động cơ điện hiệu suất cao và gần bánh xe, Vision Avitia thể hiện sự triển khai đặc biệt nhanh nhẹn của tầm nhìn về một chiếc saloon sang trọng năng động. Với công suất động cơ kết hợp hơn 350 kW, Vision Avitia đặt ra một tiêu chuẩn mới cho EQ Power. Nhờ sự phân bổ moment xoắn thông minh và hoàn toàn biến thiên, sức mạnh của 4 động cơ có thể điều khiển hoàn toàn riêng lẻ, không chỉ được quản lý theo cách tốt nhất có thể về mặt động lực học mà trên tất cả là theo cách hiệu quả cao. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cải tiến với công nghệ vector moment xoắn mang lại những quyền tự do hoàn toàn mới và đảm bảo động lực lái xe ở mức cao nhất, đồng thời mang lại sự an toàn chủ động tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là mỗi bánh xe có thể được dẫn động riêng biệt và tùy thuộc vào tình huống lái xe. Do khả năng dẫn động cầu trước và cầu sau đồng thời hoặc ngược chiều nhau, Vision Avitia có thể di chuyển sang một bên khoảng 30 độ trái ngược với các phương tiện thông thường. Công nghệ pin hữu cơ. Vision Avitia được thiết kế phù hợp với hệ thống truyền động điện sáng tạo của nó. Điều này dựa trên một pin điện áp cao đặc biệt mạnh mẽ và nhỏ gọn. Lần đầu tiên, công nghệ pin mang tính cách mạng dựa trên hóa học tế bào hữu cơ dựa trên graphene và do đó loại bỏ hoàn toàn đất hiếm, độc hại và đắt tiền như kim loại. Do đó, khả năng truyền động điện trở nên độc lập với tài nguyên hóa thạch. Một cuộc cách mạng tuyệt đối cũng là khả năng tái chế bằng cách làm phân trộn, có thể tái chế 100% do tính vật chất. Do đó, Mercedes-Benz nhấn mạnh mức độ liên quan cao của nền kinh tế vòng tròn trong tương lai trong lĩnh vực nguyên liệu thô. Khả năng sạc nhanh vượt trội. Ngoài mật độ năng lượng cao theo cấp số nhân so với các hệ thống pin hiện nay lên đến 1.200 Wh/L, công nghệ này còn gây ấn tượng với khả năng sạc nhanh đặc biệt thông qua công nghệ sạc dẫn điện tự động. Điều này có nghĩa là pin sẽ được sạc đầy trong vòng chưa đầy 15 phút. Công nghệ tiên tiến cũng cho phép sự linh hoạt tối đa đối với không gian xây dựng với mức tối thiểu cục bộ là 94mm. Pin thích ứng lý tưởng với khái niệm xe không gian chung, do đó tối đa hóa nội thất đa chức năng. Với công suất khoảng 110 kWh, Vision Avitia cho phép phạm vi điện hơn 700 km. Bằng cách phục hồi trong quá trình lăn bánh và phanh, pin cao áp có thể được sạc lại với hiệu suất cao hơn so với các hệ thống đã thiết lập trong khi lái xe và do đó góp phần vào hiệu quả năng lượng cao của toàn bộ hệ thống. Kiệt tác của sự hiệu quả. Tại Mercedes-Benz, việc xem xét hiệu quả vượt xa khái niệm truyền động bởi vì với việc số hóa ngày càng tăng, hiệu suất của một số lượng lớn người được gọi là người tiêu dùng thứ cấp cũng được chú trọng cùng với khả năng cung cấp năng lượng hiệu quả của họ, mà không ảnh hưởng tiêu cực đến việc lái xe, sức mạnh của chính phương tiện. Tiêu thụ năng lượng cho mỗi hoạt động tính toán đã là một mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển chip máy tính mới. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới với sự phát triển của cảm biến và trí tuệ nhân tạo trong ngành công nghiệp ô tô. Phương pháp tiếp cận lấy cảm hứng từ thần kinh của Vision Avitia bao gồm cái gọi là phần cứng thần kinh đa hình, hứa hẹn sẽ giảm thiểu yêu cầu năng lượng của cảm biến, chip và các thành phần khác xuống một vài watt. Nguồn cung cấp năng lượng của chúng được cung cấp bởi dòng điện được lưu trong bộ nhớ CES của các tấm năng lượng mặt trời tích hợp ở mặt sau của Vision Avitia. 33 phần tử bề mặt có thể chuyển động đa hướng hoạt động như cánh đảo sinh học, nội thất và ngoại thất hợp nhất. Lần đầu tiên, Mercedes-Benz đã làm việc với một cách tiếp cận thiết kế hoàn toàn mới trong thiết kế của Vision Avitia. Ý tưởng tổng thể kết hợp các lĩnh vực thiết kế nội thất, ngoại thất và US từ bản phác thảo đầu tiên. Con người và nhận thức của con người là điểm khởi đầu của một quá trình thiết kế từ trong ra ngoài. Quá trình thiết kế bắt đầu từ trải nghiệm của hành khách và tập trung một cách có ý thức vào nhận thức và nhu cầu của hành khách. Mục đích là tạo ra một chiếc xe kéo dài thời gian cảm nhận của hành khách. Đó cũng là vấn đề tạo ra một không gian trải nghiệm đắm chìm trong đó hành khách kết nối với nhau, với phương tiện và khu vực xung quanh theo một cách riêng. Vật liệu bền vững, các khu vực lớn như vỏ sau của ghế và bầu trời được trang trí bằng vải đổi màu lấy cảm hứng từ thế giới màu sắc của biển. Tùy thuộc vào ánh sáng, vải dệt thay đổi màu từ xanh đậm sang xanh nhạt huyền ảo. Những chiếc ghế này được hoàn thiện bằng da DINAMICA thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thuần chay. DINAMICA thương hiệu đã đăng ký bảo hộ là vi sợi đầu tiên và duy nhất đảm bảo tính bền vững về môi trường trong toàn bộ chu trình sản xuất. Nó là vật liệu tái chế được làm từ quần áo cũ, cờ và chai nhựa PET.
Trong quá trình sản xuất cần chú ý đến việc phát thải chất ô nhiễm thấp và tiêu thụ năng lượng thấp. Nhờ tính linh hoạt, hiệu suất tối đa và chất lượng cao, DynamicA thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thích hợp sử dụng cho nội thất xe hơi sang trọng. Nó cũng đảm bảo khả năng chống trượt cho hành khách trên ghế. Sự mềm mại của vật liệu mang đến cho người ngồi một cảm giác như được chào đón về nhà. Kiểm soát trực quan, Vision AVTIA đã đáp ứng cách tiếp cận của hành khách bằng cách hình dung luồng năng lượng và thông tin của môi trường với các neuron kỹ thuật số truyền qua lưới tản nhiệt qua các bánh xe đến khu vực phía sau. Tương tác đầu tiên trong nội thất giữa người và xe diễn ra hoàn toàn trực quan thông qua bộ phận điều khiển bằng cách đặt tay lên bảng điều khiển trung tâm. Nội thất trở nên sống động và chiếc xe nhận ra người lái bằng hơi thở của anh ta. Điều này được hiển thị trên bảng điều khiển thiết bị và trên tay người dùng. Vision AVTIA do đó thiết lập kết nối sinh trắc học với người lái xe và nâng cao nhận thức của anh ta về môi trường. Các tế bào thần kinh kỹ thuật số chảy từ bên trong ra bên ngoài và hình dung dòng chảy của năng lượng và thông tin. Ví dụ, khi lái xe, các tế bào thần kinh chảy ra bên ngoài xe. Chiếc xe như một không gian trải nghiệm đắm chìm. Kết nối trực quan giữa hành khách và thế giới bên ngoài được tạo ra bởi mô đun màn hình cong thay thế bảng điều khiển thông thường. Thế giới bên ngoài xung quanh xe và khu vực xung quanh được thể hiện dưới dạng đồ họa 3D thời gian thực, đồng thời hiển thị những gì đang diễn ra trên con đường phía trước xe. Kết hợp với các đường năng lượng, những hình ảnh thời gian thực chi tiết này mang đến sự sống động cho nội thất và cho phép hành khách khám phá và tương tác với môi trường một cách tự nhiên với những góc nhìn khác nhau ra thế giới bên ngoài. Có thể khám phá chi tiết ba kỳ quan của thiên nhiên: dãy núi Hoàng Sơn của Trung Quốc, cây Hyperion cao 115m ở Hoa Kỳ và hồ muối Hồng Hylia ở Úc có thể được khám phá chi tiết. Hành khách nhận thức được các lực khác nhau của tự nhiên mà mắt người thường không nhìn thấy được, chẳng hạn như từ trường, ngôn ngữ, hình thức, sinh học. Khi ranh giới giữa phương tiện và sinh vật được xóa bỏ, Mercedes-Benz kết hợp giữa sự sang trọng và tính bền vững và nỗ lực để làm cho các phương tiện tiết kiệm tài nguyên nhất có thể. Với Vision AVTIA, thương hiệu hiện đang cho thấy một chiếc xe có thể kết hợp hài hòa với môi trường và giao tiếp với nó như thế nào. Trong hệ sinh thái của tương lai, sự sang trọng cuối cùng là sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên với sự hỗ trợ của công nghệ. Vision AVTIA là một ví dụ về sự sang trọng bền vững trong lĩnh vực thiết kế. Ngay khi bạn vào trong, chiếc xe sẽ trở thành một phần mở rộng của cơ thể bạn và là một công cụ để khám phá môi trường, giống như trong phim con người có thể sử dụng hình đại diện để mở rộng và mở rộng khả năng của mình.